sinh năm 1994, là thành viên của nhóm Five Sprite, ra mắt hồi năm 2013. Mặc dù là cái tên khá mới của làng giải trí Hàn Quốc và hoàn toàn lạ lẫm trong mắt khán giả Việt Nam, nhưng chỉ qua vài tập đầu của bộ phim Tuổi Thanh Xuân, Kang Tae-ho đã nhanh chóng đốn tin các fan, chinh phục công chúng bằng sự hóa thân trọn vẹn vào vai diễn. Hello, Kang Tae-ho.